Bạn đang nghe chương trình trên kênh truyền thông của Hội Thánh Mơ Ước. Từ những trải nghiệm của cuộc sống và những hình ảnh quen thuộc, chúng tôi mong muốn mang bạn lại gần với Chúa của tình yêu và Chúa của sự thành tín, để chúng ta thấy Ngài thật gần và giúp chúng ta làm theo lời của Ngài. Ra khỏi chỗ bình thường. Môi-se được sinh ra trong một giai đoạn cực kỳ đen tối của dân Israel. Giữa lúc vua Pharaoh truyền lệnh ném tất cả bé trai sơ sinh xuống sông, thay vì được ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được chăm sóc và bảo bọc theo như lẽ thường tình, Môi-se phải nằm trong thúng và lênh đênh trên sông nước khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Dẫu vậy, Chúa đã đưa em bé Môi-se đến với công chúa Pharaoh đang tắm dưới sông lúc bấy giờ, rồi Ngài khiến đứa trẻ trở thành con trai nuôi của công chúa. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của Môi-se ra khỏi chỗ bình thường, ra khỏi nhà cha mẹ là những nô lệ Hebrew để hưởng thụ sự chăm sóc, nền giáo dục và những đặc quyền chỉ dành riêng cho hoàng gia. Rồi em bé Môi-se lớn lên, trải qua cuộc sống nhung lụa trong 40 năm. Cuộc sống ấy cũng dần trở thành một điều rất bình thường đối với Môi-se. Cho đến một ngày kia, biến cố đã xảy ra. Môi-se đã phạm tội, lại giết một người Ai Cập vì ông bất bình khi nhìn thấy người này đánh một người Hebrew. Khi biết chuyện này, vua Pharaoh đã tìm giết Môi-se. Vậy, đây là lần thứ hai Môi-se buộc phải trốn khỏi nơi bình thường của mình và đến cư ngụ trong xứ Madian. Trong lần ra đi này, Môi-se đã lập gia đình, sinh con, đẻ cái và sống bằng nghề chăn chiên tại xứ xa lạ suốt 40 năm. Ông thậm chí không có bầy riêng của mình, phải chăn chiên cho cha vợ. Danh hiệu hoàng gia quốc thích đã không còn nữa và Môi-se quen dần với cuộc sống bình thường mới. Cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ sống một cách khiêm tốn, làm bạn với bầy chiên hết ngày này qua ngày khác. Nhưng bỗng nhiên, một điều bất thường đã xảy ra vào một ngày bình thường tại nơi mà ông vẫn thường chăn bầy. Chính tại nơi bình thường mỗi ngày này, lần đầu tiên Kinh Thánh chép lại cuộc gặp gỡ của ông với Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên Môi-se được chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa. Lần đầu tiên ông được nghe tiếng phán của Đấng đã lập giao ước với tổ phụ là Abraham, Isaac và Jacob. Sự bất thường của bụi gai cháy không hề tàn đã đưa Môi-se đến với định mệnh của cuộc đời, trở thành một người giải phóng dân tộc, một người lãnh đạo vĩ đại đã đi theo tiếng gọi của Chúa. Từ một người chăn chiên rất đổi bình thường, Môi-se đã trở thành người chăn bầy của Đức Chúa Trời, dám đứng đối mặt với vua Pharaoh để dẫn dắt cả một dân tộc ra khỏi Ai Cập. Kính thưa quý thính giả đang lắng nghe chương trình radio, chỗ bình thường là chỗ mà chúng ta cảm thấy quen thuộc với sự lặp đi lặp lại của nó hết ngày này qua ngày khác. Một phạm nhân sẽ cảm thấy sợ hãi vào ngày đầu tiên bị tống giam, nhưng sau một thời gian ngồi tù thì người đó sẽ cảm thấy bình thường vì mỗi ngày trôi qua đều là khung cảnh quen thuộc của những song sắt, đến nỗi anh ta quên mất cảm giác tự do là như thế nào. Dân Israel cũng vậy, họ đã quá quen với cảnh nô lệ trong suốt 430 năm. Họ không biết tự do là gì, chưa từng dám nghĩ đến việc ra khỏi Ai Cập, nhưng tiếng kêu than của họ đã thấu đến tai của Đức Chúa Trời. Và Ngài kêu gọi Môi-se, người Israel đầu tiên ra khỏi chỗ bình thường của mình, để dẫn cả một dân tộc cũng đi ra khỏi chỗ bình thường đó. Nếu không có những biến cố xảy ra, sẽ không có chuyện một em bé nô lệ trở thành con của công chúa, một hoàng thân quốc thích trở thành tên tội phạm, một tên tội phạm trở thành gã chăn chiên thuê, gã chăn chiên thuê trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Như vậy, sự bất thường là một sự kiện hiếm khi xảy ra, nhưng khi nó xuất hiện sẽ dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ, hành động, chức vụ, sự nghiệp, chỗ ở, mối quan hệ, sức khỏe và rất nhiều thứ khác. Có rất nhiều sự bất thường khác nhau trong cuộc sống. Thế nhưng, chỉ duy nhất sự bất thường có sự hiện diện của Chúa sẽ khiến chúng ta từ một người tầm thường nhỏ bé trở thành một người vĩ đại làm những việc phi thường cho Chúa. Trong hai biến cố đầu tiên của cuộc đời Môi-se, vì sợ Pharaoh nên ông phải ra khỏi chỗ quen thuộc. Nhưng sau khi gặp gỡ Chúa tại bụi gai cháy không hề tàn, Môi-se đã dám đứng đối diện với vua Pharaoh trong cung điện để đàm phán, để yêu cầu, để đòi hỏi sự tự do cho dân Israel. Có nhiều sự bất thường chúng ta không thể tránh khỏi như đại dịch Covid, khiến mọi sinh hoạt bình thường trước đây của con người bị xáo trộn một cách hoàn toàn.
Nhưng trong sự bất thường ấy, Chúa có những cơ hội và sự kêu gọi lớn hơn cho chúng ta. Đấng vĩ đại không tạo dựng con người để sống một cuộc đời tầm thường. Ngài kêu gọi chúng ta trở thành những người vĩ đại cho vương quốc thiên đàng. Để trở thành người vĩ đại cho Chúa, trước hết chúng ta phải có những suy nghĩ và hành động của người vĩ đại. Người vĩ đại của Chúa không suy nghĩ theo cách bình thường hay quan điểm của con người. Người vĩ đại là người dâng tấm lòng cho Chúa. Mọi suy nghĩ, ước muốn của người ấy đều lệ thuộc vào Chúa. Ý Chúa là đầu tiên và tất cả, chi phối mọi suy nghĩ và hành động của người ấy. Quý thính giả thân mến, đừng tự hài lòng với chỗ bình thường của mình. Hãy ra khỏi chỗ đó. Có một tương lai tuyệt vời, đầy thú vị đang chờ đón mỗi chúng ta. Đừng chỉ là một tín đồ bình thường có mặt thường xuyên trong các buổi nhóm, nhưng hãy dấn thân vào sự phục vụ ngay khi có cơ hội. Đừng chỉ dừng lại ở chỗ mình đang phục vụ, nhưng hãy hướng đến những chốn cao hơn bằng việc môn đồ hóa nhiều cuộc đời cho Chúa. Đừng chỉ là một người đọc Kinh Thánh đều đặn mỗi ngày, nhưng hãy đăng ký một lớp học Kinh Thánh để gia tăng sự hiểu biết về lời của Chúa. Trong sự bất thường có sự kêu gọi lẫn cơ hội. Nếu quý vị đang được đụng chạm bởi một câu Kinh Thánh, một bài giảng, một bài hát hay một bài làm chứng của ai đó, hãy suy ngẫm về nó, chia sẻ với người cha mẹ thuộc linh của mình và thưa chuyện với Chúa để nhận biết sự kêu gọi cho chính mình. Chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy bụi gai cháy không hề tàn cho cuộc đời của mình, bắt đầu một hành trình vĩ đại với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nếu có biến cố không mong muốn xảy đến cho quý vị, đừng tuyệt vọng. Giống như cha mẹ của Môi-se vẫn luôn tìm cách để con mình được sống, không vội buông bỏ hy vọng. Trong sự bất thường mang tính tiêu cực, vẫn tồn tại một kế hoạch để huấn luyện người vĩ đại cho Chúa, để từ đó có thể dương nổi cung đồng. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Đấng vĩ đại đang sống trong chúng ta và thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời để chúng ta ra khỏi chỗ bình thường, làm những việc phi thường và trở thành người vĩ đại cho Chúa. Qua cuộc đời của chúng ta, nhiều linh hồn sẽ quay trở lại với Chúa, được tự do ra khỏi Ai Cập, tức là đời sống tội lỗi mà họ đã quá quen thuộc bấy lâu nay. Có một đài mạng lệnh cho tất cả các cơ đốc nhân, đó là khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chỉ cần chúng ta hướng dẫn một linh hồn tiếp nhận Chúa, đó cũng là việc vĩ đại mà cả thiên đàng sẽ ăn mừng trong giây phút ấy. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, hãy can đảm đối diện Pharaoh để nhiều người được giải cứu. Nếu quý vị quyết định ra khỏi chỗ bình thường, sống một cách phi thường để trở thành người vĩ đại cho Chúa, hãy hiệp ý cùng chúng tôi trong sự cầu nguyện. Thưa Cha yêu dấu, cảm ơn Cha vì đã tạo dựng chúng con để sống theo mục đích tốt đẹp của Ngài, để trở thành những người vĩ đại mang sự sáng của Chúa đến thế gian tăm tối đang nô lệ cho tội lỗi. Xin Cha bày tỏ sự kêu gọi và định mệnh cho chúng con. Xin giúp chúng con suy nghĩ và hành động theo ý muốn của Ngài. Xin giúp chúng con nhạy bén với bụi gai cháy không hề tàn, để chúng con có thể ra khỏi chỗ bình thường trước đây. Qua đó chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều người, như Môi-se đã trở thành nguồn phước cho dân Israel khi ông vâng theo tiếng của Chúa. Cảm ơn Chúa vì kế hoạch tuyệt vời của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con thành tâm trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, hoặc có những lời chứng muốn được chia sẻ hay nan đề cần được cầu nguyện, vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc hotline 0938 31 57 31 để lại comment hoặc inbox trên fanpage của Hội Thánh Mơ Ước. Gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ rimchurch1213@gmail.com. Và đừng quên chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc bạn và gia đình luôn bình an.